Chẳng hiểu sao bất kỳ lại lên Tứ Hoàng. Nhìn ông này mà gai dáng Tứ Hoàng cái gì anh em. Gai dáng chú hề thì có. Hôm nay đây là bất kỳ của BT Studio nha anh em. Con này có hai bản, bản áo tràng và bản không áo tràng. Bản không áo tràng thì đâu đó tầm 2.6, 2.7. Còn bản có áo tràng từ 2.7 đến 2.9, 3 triệu cũng có nha anh em. Theo mình con hàng này BT làm rất là tốt và chất lượng luôn nha anh em. Giá cả thì phải chăng, đáng để chơi đó.